Ổn không anh nè, có bạn hỏi mình ổn không anh nè. Thì hôm qua mình có hướng dẫn anh em là cho con chim đỡ nhát đó, là cho đứng đây đổ cục thịt đây, ban ngày bỏ cục thịt nha, ban đêm khỏi bỏ. Ban ngày thì nó nhiều khi nó còn nhảy rồi chứ ban đêm thì khỏi nha anh em. Ban đêm thì nó đứng nó bình tĩnh lắm. Ở đây thì mình cứ quay qua đây mình làm việc trên máy tính ha, còn lúc mà rảnh thì mình cứ vuốt nó thôi. Anh em nhìn thấy độ nè, con chim nè, sau một đêm ha, nó bây giờ nó cứ tưởng là nãy mình tập qua tay ok nha anh em, tập qua tay nó cũng vẫn đã găng nhưng mà nó cũng khá là nhạy á, cũng chịu qua tay xa rồi, chỉ có qua tay gần thì ok, qua tay xa thì vẫn đá lắm. Hy vọng là thức thêm một hai đêm nữa thì nó sẽ hoàn toàn khác. Đó, nay chịu mình đi, bây giờ nó rất là dạng anh em, còn kiếm nó tưởng đâu mình cho nó ăn đó. Anh em nhìn nè, xua đó nè. Chiều nó nhát lá bay liền, bảo đảm với anh em luôn, anh em thấy có hiệu quả nha. Nó đứng đây hồi nó nhấc một chân lên nó rỉa lông dạng lắm. Đây là mình bật TikTok mình quay trực tiếp cho anh em xem luôn đó. Nói chung là nó dạng hơn rất là nhiều, phải dạng hơn đến 70-80% so với cái hôm mình home manning. Hôm qua mình manning đến 2 giờ sáng luôn. Là cứ để nó vậy nè anh em, mình nằm kế bên nhắm mắt. Nói chung con này cũng hồi tối thì cũng không có nhắm mắt, đến khuya quá nó mới nhắm mắt thôi. Để cục thịt ở trong găng nha, anh em nhớ cóp hai ngón tay lại cho con chim nó thò cái mỏ vô, nó lôi ra không được nha, nó lôi thức ăn ra không được, nhưng mà nó biết cái đồ ăn nằm dưới này nè là nó không bay đâu. Bữa nay là mình không bỏ luôn, bữa nay là mình không bỏ luôn, rất là dễ. Đứng hết đêm qua, đứng hết buổi chiều hôm qua, đứng hết đêm qua là bữa nay là nó thân nè, nó không có ý định bay đâu.